Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Đa tạ lời khen của Thẩm Thủ Tịch. Đường Thủ Tịch, đệ cử tử cũng chỉ là vì Đan Mạch mà cống hiến một phần sức mình mà thôi. Đúng rồi Thủ Tịch, đệ tử qua trận tỉ thí vừa rồi thì có cảm ngộ, muốn quay về bế quan tu luyện. Nhân lúc người của Vĩnh Hằng Tiên Tông đều ở đây, vừa hay đi thu lại hỏa vũ. Ồ, đây là chuyện tốt, ngươi cứ đi đi. Có chuyện ta sẽ bảo Điền Đại Ngưu đi gọi người. Đệ tử cáo lui. Sơn môn của Vĩnh Hằng Tiên Tông. Vĩnh Hằng Tiên Tông dám ngang nhiên để Hồng Mông thần kiếm của mình ở đây, nhất định là có chỗ ỷ lại gì đó. Để tránh nát nữa khi lấy kiếm gây ra động tĩnh quá lớn bị phát giác ra, vẫn là bày một huyễn trận trước đã. Thật thật giả giả, huyễn mộng chi cảnh mà. Bao nhiêu năm không ai dám tới trộm Vĩnh Hằng thần kiếm, không ngờ hôm nay lại thấy một người. Nhữ Ma Lôi Trấn. Hờm, ngươi là ai? Người này sợ rằng chính là chỗ ỷ lại của Vĩnh Hằng Tiên Tông. Lão phu là tổ sư gia của Vĩnh Hằng Tiên Tông, Nhữ Ma Lôi Trấn. Nhóc con, ngươi tuổi tác không lớn, vậy mà lại dám nhòm ngó bảo vật trấn tông của Vĩnh Hằng Tiên Tông ta. Người có hoài bão, không nằm ở việc người đó có tuổi cao hả? Tuổi. Không nằm ở việc người đó có cao tuổi hay không. Người không hoài bão có khi sống uổng thọ cả trăm năm. Nếu Vĩnh Hằng Tiên Tông đã không thể nào điều khiển thanh thần kiếm này, vậy không bằng giao cho ta đi. Thật là nực cười. Kiếm này được người khác thêm cấm chế, ngay cả lão phu cũng không thể nào phá được. Nghĩa nào ngươi cảm thấy ngươi lợi hại hơn ta? Không cần dùng bản thân để cân đo đong đếm với người khác. Chuyện ngươi không làm được, người khác chưa chắc là cũng không làm được. Cấm chế trên Hồng Mông thần kiếm là mình đã thêm vào, là để tránh cho thần kiếm bị người khác khống chế. Khẩu khí thật lớn. Người trẻ tuổi, sung sức thường hiếu thắng, nhưng sung sức quá mức là không tự lượng sức mình. Không tin ở. Vậy ngươi nhìn cho rõ. Chủ nhân, ngươi tới mang hỏa vũ đi sao? Không sai, hỏa vũ. Ta sẽ loại bỏ cấm chế trên người của ngươi, rồi mang ngươi đi. Cấm chế. Phá. Hôm nay ta bị sao thế này? Vậy mà còn đấu võ mồm với một tiểu bối. Bỏ đi, dù sao tiểu tử này không thể nào phá bỏ cấm chế, để hắn ở đây lãng phí công sức đi. Xong. Tiểu tử, ngươi coi mắt của lão phu là đồ trang trí hay sao? Vĩnh Hằng thần kiếm này rõ ràng không hề thay đổi. Vậy ngươi mở to mắt nhìn cho rõ. Hồng Mông thần kiếm lên. Cái gì? Thu. Tiểu tử, mau nói cho ta biết. Ngươi làm sao mà phá được cấm chế? Tại sao ta phải nói cho ngươi? Ngươi không phải rất lợi hại hay sao? Vậy tự mình nghĩ đi, ngươi. Thằng danh con, nếu không phải là lão phu muốn moi cách từ trong miệng của ngươi, lão phu bây giờ đã giết ngươi rồi. Ây, tiểu hữu nói đùa rồi.
lão phu đâu thể nào so được với người, mong tiểu hữu chỉ giáo. Trong tay thế lực khác cũng có Vĩnh Hằng Thần Kiếm, nếu biết cách phá bỏ cấm chế, mình có thể thu thập cái khác để bản thân mình dùng. Nói cho người cũng không phải là không được, nhưng ta có lợi ích gì không? Cái này dễ thôi, chỉ cần ngươi nói cách phá bỏ cấm chế cho lão phu không những không ngăn cản ngươi mang Vĩnh Hằng Thần Kiếm đi, còn tặng cho ngươi 100 vạn ninh thạch như thế nào? Lợi ích này sợ rằng vẫn hơi ít. Không đủ, vậy lão phu cho thêm 5 viên đan dược cực phẩm. Chỉ cần có thể hỏi được cách từ trong miệng của tiểu tử này, tốn cái giá lớn hơn cũng không sao, dù sao hắn cũng không có mạng để cầm đi. Cái này bỏ đi, nếu tiểu hữu không muốn hỏi, không muốn nói, vậy lão phu cũng không cần cưỡng cầu. Khoan đã, ta nói cách phá giải cấm chế là một câu thần chú, rất tốt. Trong nhẫn chữ vật này có đồ mà ngươi muốn, thần chú là gì? Trò chơi tâm cơ với lão phu, chơi trò tâm cơ với lão phu ngươi còn non lắm. Thần chú ở trong tờ giấy này, đây chính là thần chú sao? Ám mai u văn hòa, ngọa kỹ thượng hận để, giao văn ngọa tự hủy, ngọa tự thủy, dị thấu đạt xuân lục, ngạn tự lục, ngạn tự thấu lục, ngạn tự thấu đại lục. Thần chú này đọc sao cứ kỳ lạ vậy? Người đọc thêm vài lần, ngạn tự lục là hiểu. Ngạn tự lục, ngạn tự lục, ta lừa ta. Ây, ngạn tự thấu đại nung, ta là con nửa đần, đồ khốn. Thằng danh con, vậy mà dám biến cách để mắng chửi lão phu. Họ nhữ ma không một ai là thứ tốt lành gì cả, không chơi xỏ người thì chơi xỏ ai? Thật sự cho rằng ta không biết ngươi có chủ ý gì hả? Cho dù ta nói ra, ngươi cũng sẽ không thả ta rời đi. Tiểu tử, nếu ngươi đã biết thì càng nên nói ra sự, càng nên nói thật ra. Nếu không lão phu sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Ồ, tàn hồn còn con mà thôi, cũng dám nguy hiếp đến ta sao? Thật là quá lực cười, khẩu khí thật lớn. Cho dù lão phu chỉ là tàn hồn, nhưng đối phó với một thằng danh thai hồn cảnh như ngươi vẫn là dư sức. Thôi vậy, cho dù không có được cách phá bỏ cấm chế, nhưng có một thanh Vĩnh Hằng Thần Kiếm cũng đủ rồi. Để ta vào thức hải của ngươi, hoàn toàn khống chế ngươi. Trong thức hải của Đàm Vân. Cái gì, tiểu tử này vậy mà cùng một lúc mang 11 loại thuộc tính. Thiên phú cỡ này thật sự có thể gọi là đệ nhất vạn cổ. Chỉ cần lão phu thành công đoạt giá, nhất định có thể dẫn dắt Vĩnh Hằng Tiên Tông này xưng bá đại lục thiên phạt, phi thăng tiên giới. Ta nói này, ngươi trông trả ra sao, suy nghĩ thật là khá hay. Chỉ dựa vào chút thần hồn chi lực yếu ớt này của ngươi cũng muốn đoạt xá ta sao? Sao có thể? Thần hồn chi lực của ngươi vậy mà lại mạnh hơn ta vô số lần. Một con kiến của vị diện hạ giới cũng dám so thần hồn chi lực của bản tọa, thật là tìm chết. Người rốt cuộc là ai? Danh hiệu của bạn tọa Hồng Mông Chí Tôn. Vĩnh Hằng Thần Kiếm là bội kiếm của ta. Không, chuyện này không thể nào. Ngươi chỉ là một tên rác rưởi có tu vi thai hồn cảnh. Chết đi. Ta không cam tâm. Cuối cùng cũng giải quyết xong rồi. Vì không kinh động tới người của Vĩnh Hằng Tiên Tông, vẫn phải thêm trận pháp vào. Ít nhất trước khi mình rời đi, không thể nào để bọn họ phát hiện Vĩnh Hằng Thần Kiếm và tàn ninh của lão tổ bọn họ đã mất đi.
đại trận che trời. Xử lý xong có thể quay về rồi. Hiện trường cuộc thi đấu Tam Tông. Hoàng Phổ Thánh Tông cố lên. Thần hồn tiêu cung là tuyệt nhất, Vĩnh Hằng Tiên Tông chúng ta mới là mạnh nhất. Thì sao, thi đấu sao rồi? Ơi, không phải quá tốt. Bây giờ đã tiến hành tới mục cuối cùng tỉ thí trận pháp, tỉ thí khí thuật. Phù thuật trước đó chúng ta đều đứng cuối cùng. Mà tỉ thí trận pháp này ta đoán chắc cũng vậy. Tỉ thí trận pháp kết thúc, Thần Hồn Tiên Cung đứng nhất, Vĩnh Hằng Tiên Tông thứ hai, Hoàng Phủ Thánh Tông thứ ba. Thần Hồn Tiên Cung chúng ta đứng nhất. Ơi, vốn tuyển thủ hạt giống của hạng mục này là Thác Bạt Chiến Thiên, nếu không phải là hắn bị Đàm Vân giết, chúng ta mới là hạng nhất. Hoàng Phủ Thánh Tông lại đứng cuối. May nhờ Đàm Vân giành được vị trí thứ nhất ở trong phương diện đan thuật, cứu vãn một chút thể diện cho chúng ta, nếu không mặt mũi của chúng ta mất hết rồi. So với Thần Hồn Tiên Cung và Vĩnh Hằng Tiên Tông, lộ trình của Hoàng Phủ Thánh Tông vẫn là hơi mỏng manh. Tới đây, tất cả các mục của cuộc thi đấu Tam Tông đã kết thúc hoàn toàn. Điểm tổng hợp qua 4 hạng mục, Thần Hồn Tiên Cung đứng thứ nhất, có thể phái 3.000 đệ tử thai hồn cảnh vào vùng đất Vĩnh Hằng thí luyện. Vĩnh Hằng Tiên Tông, Hoàng Phủ Thánh Tông lần lượt đứng thứ 2, thứ 3, lần lượt phái 2.000 đệ tử và 1.000 đệ tử vào vùng đất Vĩnh Hằng. Vùng đất Vĩnh Hằng sẽ mở ra vào 160 ngày sau. Mong đám đại tông chủ tới lúc đó tới đúng giờ. Không cần nhữ ma tông chủ nhọc lòng, chúng ta tự khắc sẽ tới đúng giờ. Chúng ta đi. Vâng. Vua truyền tống, mở. Lỗ nhục của ngày hôm nay, ngày sau tất báo.